Kính thưa quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình chiều tối nay 30 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khoảng 1.000 người dân cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ công an diễn tập phòng cháy chữa cháy. Gạo Việt Nam đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Bitexco Financial Tower thuộc phường Bến Nghé, quận 1. Theo tình huống giả định, đám cháy được phát hiện tại khu vực phòng làm việc tầng 7 do chập điện và nhanh chóng cháy lan sang các khu vực khác. Lượng khói phát sinh bao trùm cả tầng 7 nên nhiều người hoảng loạn, ngất xỉu và mắc kẹt lại các phòng làm việc thang máy. Có thể chuẩn bị được những cái tâm lý, cái hốt hoảng nó rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý mà mình chạy, tháo chạy là dẫm đạp lên nhau. Khoảng 1.000 người dân cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, công an phường, các ban ngành đoàn thể đã cùng phối hợp tổ chức buổi diễn tập. Kinh nghiệm đó là chúng ta phải thường xuyên học luyện và có cái sự phân công trước ngay từ đầu. Để khi mà tình huống xảy ra đó là chúng ta sẽ kịp thời và có cái sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo cái hiệu quả cao nhất. Phối hợp đồng bộ, triển khai đúng những cái ý đồ chiến thuật, các cái kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời hướng dẫn các cái nạn nhân, những người bị nạn ở trong tòa nhà một cách nhanh chóng và an toàn. Việc triển khai diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy xảy ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 5 phối hợp tổ chức lễ khánh thành công viên trung tâm dự án khu dân cư Vĩnh Lộc giai đoạn 1. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phát triển quận Bình Tân. Công trình hạ tầng kỹ thuật công viên trung tâm tại dự án khu dân cư Vĩnh Lộc có diện tích khoảng 3 hectare. Sau 180 ngày thi công, công trình đã hoàn thành. Công trình bao gồm các hạng mục cây xanh, hồ tự nhiên, thể dục thể thao cùng các công trình phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ, đèn chiếu sáng. Khi hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của người dân trên địa bàn quận Bình Tân nói chung và nhân dân trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B nói riêng. Lãnh đạo quận Bình Tân đã đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thành thủ tục, tiếp tục triển khai thi công đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 tại dự án khu công viên trung tâm và đưa vào sử dụng trong năm sau. Đối với Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, phường được giao nghiên cứu phương án quản lý, khai thác công viên và đề xuất cho Ủy ban Nhân dân quận. Xin chuyển qua thông tin khác, ngày 30 tháng 11 tại Hội nghị Thương mại Lúa Gạo Toàn cầu diễn ra tại Philippines, gạo Việt Nam đã đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Theo tổ chức The Rice Trader, nhà sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi gạo ngon nhất thế giới, cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo. Kết quả gạo ST25 của Việt Nam đạt giải nhất, gạo của Campuchia đạt hạng nhì và gạo của Ấn Độ đạt giải ba. Trước đó năm 2019, gạo ST25 cũng đã đạt giải nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới cũng diễn ra tại Philippines. Từ 15 giờ chiều nay, 30 tháng 11, giá xăng RON95 và dầu diesel giảm nhẹ. Tuy nhiên, mặt hàng xăng E5 RON92, dầu hỏa và dầu mazut lại tăng. Cụ thể, xăng RON95-3 giảm 34 đồng một lít xuống 22.990 đồng một lít. Dầu diesel giảm 87 đồng một lít về mức 20.196 đồng một lít. Riêng xăng E5 RON92 tăng 109 đồng một lít lên ngưỡng mới 21.799 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 172 đồng một lít, giá mới là 21.116 đồng một lít. Dầu mazut tăng 91 đồng lên ngưỡng 15.729 đồng một ký. Về quỹ bình ổn, liên bộ quyết định không trích lập và ngừng chi sử dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cùng với đó, liên bộ tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm dòng chảy suối Cẩm Ly, khôi phục hiện trạng như ban đầu của vị trí vi phạm này. Công trình vi phạm do ông Cao Văn Duy, 45 tuổi, trú tại đường Võ Trường Toàn, phường 8, thành phố Đà Lạt xây dựng. Công trình không có giấy phép, chiều dài 47m, chiều cao từ 3 đến 4m, gây cản trở dòng chảy suối Cẩm Ly và góp phần khiến thành phố Đà Lạt bị ngập úng cục bộ. Cách đây 3 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, ông Duy cố tình không thực hiện.
Vì vậy, sau khi tổ chức cưỡng chế phá sỡ công trình bờ kè vi phạm này, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Cao Văn Duy có trách nhiệm xây dựng bờ kè theo đúng nội dung của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông. Nếu chậm trễ dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, sụp đổ công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thế giới trong ngày có gì? Các phát minh robot mới giúp giải quyết vấn đề năm 2024 của Nhật Bản. Kỷ lục thế giới, 800 ngôi nhà được làm bằng bánh quy gừng, hoàn toàn bằng tay. Các kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới tụ tập tại triển lãm robot quốc tế ở Tokyo giới thiệu các phát minh mới nhất của họ. Theo một báo cáo mới, robot giúp giải quyết vấn đề năm 2024 của Nhật Bản, nước sản xuất robot số 1 thế giới. Báo cáo của Liên đoàn Robot học quốc tế cho biết Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tác động từ việc thiếu lao động vào năm 2024 khi các quy định mới về làm thêm giờ đối với tài xế xe tải có hiệu lực. Quy định làm thêm giờ và sự thay đổi về nhân khẩu học sẽ đòi hỏi áp dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều ngành của nền kinh tế Nhật Bản. Đó cũng là một trong các mục tiêu của triển lãm IREX lần thứ 25 với chủ đề Xã hội bền vững thông qua kỹ thuật robot. Một số công ty giới thiệu các phát minh mới nhất hỗ trợ cho cuộc sống. Người máy được gắn nhiều cảm biến và có thể di chuyển tự động. Chúng tôi muốn cài đặt AI trên đó để robot có thể ngày càng trở nên độc lập hơn và có thể tự học. Chúng tôi thiết kế robot dựa trên khái niệm y học cổ truyền. Chúng tôi đã bán được hơn 5.000 chiếc, nhiều chiếc trong số đó bán vào các cửa hàng massage ở Trung Quốc. IREX được tổ chức cứ 2 năm một lần từ năm 1974 và là một trong những triển lãm robot lớn nhất thế giới. Một con chuột chuỗi mang bộ lông ống ánh bơi trong cát đã được phát hiện tại Nam Phi. Loài này vốn biến mất từ năm 1936, nay đã xuất hiện trở lại qua xác nhận một nhóm các nhà bảo tồn và di truyền học. Chuột chuỗi vàng The Winton được tái phát hiện thông qua sáng kiến Search for Lost Species, tạm dịch tìm kiếm các loài tuyệt chủng, được phát động vào năm 2017. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ một tổ chức phi chính phủ địa phương và Đại học Pretoria, Nam Phi đã lần theo dấu vết của loài động vật có vú ăn côn trùng này từ năm 2021. Loài vật được nhìn thấy lần cuối cùng vào năm 1936. Mỗi ngày các nhà khoa học phải tìm kiếm trên môi trường sống dài đến 18 km đào vào các đụn cát của chúng. Sau đó, họ công bố phát hiện ra hai cá thể của loài bơi trong cát trên các bãi biển xung quanh thành phố cảng Port Nolloth. Được gọi là chuột chuỗi The Winton, loài vật này có thính giác nhạy bén cùng khả năng đào hầm giúp chúng chạy trốn khỏi các đội tìm kiếm. Các nhà khoa học đã sử dụng ADN môi trường để phát hiện sự hiện diện của con vật. Ngày 29 tháng 11, nghệ nhân làm bánh đang nắm giữ kỷ lục thế giới John Jovich đang hoàn thiện những bước cuối cùng của tác phẩm Ngôi làng, trong đó có 800 ngôi nhà được làm bằng bánh quy gừng, hoàn toàn bằng tay. Đối với John Jovich, người đã làm ra ngôi làng lớn nhất thế giới bằng bánh gừng, vì làm bánh để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm diễn ra trong suốt cả năm. Ông cùng ekip của mình đã sử dụng khoảng 2.000 ký kẹo, 6.000 lòng trắng trứng và khoảng 500 ký bánh gừng để làm nên tác phẩm này. Ông bắt đầu nướng bánh và trang trí từ mùa hè. Đây là năm thứ 30 chúng tôi làm việc này. Chúng tôi bắt đầu từ năm 1994. Chúng tôi đã trưng bày tác phẩm của mình ở 3 thành phố khác và giờ là New York. Việc vận chuyển ngôi làng bằng bánh này đi khắp các nơi và làm lại tác phẩm là một việc rất mệt nhọc và căng thẳng. Nhưng Lovitz cho biết ông nỗ lực để giữ được tinh thần của Giáng sinh. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm đến ngày 7 tháng 1 năm sau, trước khi được thưởng thức các ngôi nhà bánh gừng. Mùa lễ hội Giáng sinh ở New York đã chính thức khởi động tối 29 tháng 11 giờ Mỹ bằng lễ thắp sáng cây thông Noel thường niên tại trung tâm Rockefeller. Sự kiện năm nay đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, nhất là khi đêm nhạc quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Mở màn là quán quân American Idol Kelly Clarkson. Tôi không nghĩ là mình sẽ đến đây, nhưng tôi nghe có Kelly Clarkson và tôi là fan cuồng nhiệt của cô ấy. Chương trình còn có sự góp mặt của nữ thần nhạc pop Che. Bà mang đến buổi tối đĩa đơn mới của mình với tên gọi DJ Play A Christmas Song. Catherine McVie cùng chồng là David Foster cũng mang đến những ca khúc kinh điển về Giáng sinh. Ngôi sao thực sự của đêm diễn không phải là các ca sĩ mà chính là cây vân sam Na Uy cao hơn 24 mét. Cây được trang trí với hơn 50.000 bóng đèn nhiều lớp vô cùng hoành tráng.
Tiếp theo trong chương trình, Công an Đắk Lắk phát lệnh truy nã đặc biệt 6 đối tượng về tội khủng bố. Xe đầu kéo mất lái tông sập hàng loạt giải ta lùi rồi lao ra khỏi đường cao tốc. Liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cù Yên diễn ra ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đặc biệt 6 đối tượng về tội khủng bố bao gồm Y Quynh Bờ Đáp, Y Mút Mờ Lô, Y Chức Nhiê, Y Bút Ê Ban, Y Ninh Ê Gia và Y Chanh Bì A. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay những đối tượng bị truy nã về tội khủng bố này đến cơ quan chức năng gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã về tội khủng bố, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, điện thoại 0694-389-133. Như đã thông tin trước đây, vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 đã khiến 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, làm 3 người dân thiệt mạng. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt giam nhiều đối tượng về tội khủng bố, chống phá chính quyền nhân dân. Ngày 30 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng. Hưng bị bắt sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom có diện tích hơn 18 ha. Công ty LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, công ty này đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020, gồm 680 căn nhà, trong đó gồm biệt thự và nhà liên kế. Nguyễn Khánh Hưng bị bắt sau khi công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hưng. 5 cán bộ tại huyện Trảng Bom cũng bị khởi tố bị can liên quan đến sai phạm. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy sát một đối tượng đã đột nhập tiệm điện thoại trên địa bàn rạng sáng nay và lấy đi 35 chiếc điện thoại đắt tiền. Theo camera an ninh, lúc 2 giờ 25 phút, một đối tượng nam đã đột nhập vào tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, mở các quầy trưng bày và lấy các điện thoại di động bỏ vào bọc ni lông. Chỉ sau 4 phút, đối tượng đã nhanh chóng rời đi. Chủ tiệm đã trình báo công an cho biết bị mất khoảng 35 chiếc điện thoại với tổng trị giá 150 triệu đồng. Đáng chú ý, cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, hồi giữa tháng 10, một tiệm điện thoại khác cũng bị một đối tượng đột nhập bằng cách đu dây vào, lấy trộm đi nhiều điện thoại di động. Đồn biên phòng Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện một tàu chở dầu lậu trên vùng biển của tỉnh. Tàu chở theo hơn 20.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ liên quan. Chiều tối 28 tháng 11, lực lượng kiểm tra tàu cá KG93262TS do ông Ngô Thành Tâm, sinh năm 1964, ngụ tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Qua đó phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu và nhiều dụng cụ dùng bơm hút dầu. Do thuyền trưởng không đưa được giấy tờ hóa đơn số hàng trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa người cùng phương tiện về cửa biển Khánh Hội làm việc. Ông Tâm khai nhận mình thuê lại tàu của người khác. Tàu được đăng ký hoạt động nghề giả cào, nhưng khi ra biển, ông tự cải quán các khoang hầm, trang bị máy bơm để mua bán dầu không rõ nguồn gốc trên biển. Mỗi lít dầu bán lại, ông Tâm thu lời từ 900 đồng đến 1.000 đồng. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Khánh Hội tiếp tục điều tra xử lý. Xe đầu kéo mất lái tông sập hàng loạt giải ta lùi rồi lao ra khỏi đường cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30, xe đầu kéo đang đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang thì bất ngờ chao đảo, lao vào làn dừng khẩn cấp, tông sập gần 30 mét dải ta luy ven đường rồi tiếp tục lao xuống vùng trũng phía ngoài đường cao tốc. Sau vụ tai nạn, phần đầu kéo bị bẻ ngoặt sang một bên, còn thùng container trên xe bị rơi xuống đất. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Rạng sáng nay, một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm đã thiêu rụi nhiều tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng, một số người đi đường bất ngờ thấy khói bốc lên nghi ngút tại cơ sở kinh doanh hải sản ở địa chỉ 538-540 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Ngọn lửa bùng phát tại tầng thượng của tòa nhà 3 tầng, làm chập đường dây cáp, cúp hết điện các nhà dân xung quanh. Người dân đã hô hoán để mọi người kịp thoát ra khỏi đám cháy. Do trong nhà có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa lan sang tầng 2 của nhà kho bên cạnh. Nhận được tin báo, công an quận 1 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát từ trên cao nên các chiến sĩ phải sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận đám cháy. Sau khoảng 30 phút, vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Thưa quý vị, lần đầu tiên HTV Challenge Cup diễn ra trên địa hình đồi cát Bầu Trắng, Phan Thiết với các xe cao cao hai bánh và địa hình bốn bánh. Dịp này thì chương trình 60 giây xin giới thiệu một đội đua khá đặc biệt, không khỏi làm nhiều người bất ngờ. Đam mê xe thể thao địa hình là nét chung của đội đua này. Hôm nay là tiếp tục có mặt ở mùa năm này. Thì tôi cũng phải chuẩn bị xe và người cũng trên tinh thần là tốt nhất có thể để mong là sẽ chạy được tròn cái đường đua. Cùng tham dự HTV Challenger với chị Hồng còn có người con trai phụ trách kỹ thuật xe. Các giải trước tại phim trường HTV Củ Chi, Nguyên làm tài phụ, chuyên dẫn đường cho chị Hồng. Lần này trên địa hình đường đua mới, vai trò dẫn đường được trao cho vợ anh. Sau buổi kiểm tra kỹ thuật xe hôm nay 30 tháng 11, team gia đình sẽ bắt đầu đua với các xe khác trên địa hình cát Bầu Trắng vào ngày 3 tháng 12 này. Sự an ý giữa các thành viên trong nhà có lẽ tạo thêm niềm tin cho đội trên địa hình lần đầu thử sức. Thông tin cập nhật, ngày 30 tháng 11 khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sắp kết thúc, hai bên thông báo đã đồng ý gia hạn thỏa thuận này thêm một ngày. Đây là lần thứ hai lệnh ngừng bắn tại Gaza được gia hạn, từ thời hạn 4 ngày ban đầu lên thành 7 ngày. Quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời tại dải Gaza sau khi cân nhắc nỗ lực của các bên hòa giải nhằm đảm bảo các con tin tiếp tục được thả. Theo văn phòng Thủ tướng Israel, chính phủ đã nhận được danh sách những phụ nữ và trẻ em sẽ được Hamas trả tự do và đã thông báo cho gia đình các con tin trên. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, một trong những nước đóng vai trò hòa giải trong thời gian qua, các điều khoản trong thỏa thuận không thay đổi, trong đó có việc ngừng các hoạt động giao tranh, cho phép viện trợ vào Gaza và Hamas thả 10 con tin mỗi ngày để đổi lấy việc Israel trả tự do cho 30 tù nhân Palestine. Phía Hamas cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn thêm một ngày. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 24 tháng 11, Hamas đã trả tự do cho 70 con tin Israel cùng 3 công dân Israel hai quốc tịch và 24 công dân nước ngoài. Đổi lại, 210 người Palestine đã được phóng thích khỏi các nhà tù Israel. Sau gần 2 ngày xét xử công khai, chiều nay đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bản luận tội đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, thì Quân bị đề nghị mức án từ 21 đến 23 năm tù. Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau, ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng, nâng khống giá các máy móc thiết bị. Sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Đồng thời, Quân chỉ đạo gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Lợi, để ấn định cho các công ty sân sau trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế. Sau khi được thanh toán tiền, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền để chiếm đoạt hơn 103 tỷ đồng. Ngoài án tù, Viện Kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Quân phải bồi thường hơn 102 tỷ đồng cho Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, đồng thời tiếp tục kê biên tài sản là nhà đất của vợ chồng bị cáo Quân để đảm bảo thi hành án. Tại tòa, Quân trình bày về những đóng góp của mình trong quá trình công tác để hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Lợi là giám đốc công ty Nguyễn Tâm, bị đề nghị tối đa 18 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm là vợ của Quân, bị đề nghị đến 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị chịu mức án tối đa 4 năm 6 tháng tù. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 trên cả hai kênh HT7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.